sau một thời gian yên ắng những ngày gần đây nạn phá rừng tìm trầm lại bùng phát tại nhiều địa phương thuộc tỉnh phú yên với giấc mộng đổi đời hàng nghìn người dân đã bất chấp việc gây ra những nguy cơ về môi trường để vào rừng đào đất tìm trầm theo hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, những ngày gần đây có hàng nghìn người tham gia đào bới đất tìm trầm bì, gây hủy hoại tài nguyên, làm trôi rửa đất, dẫn đến nguy cơ lũ quét khi có mưa lũ. Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân vừa phá rỡ 21 lán trại, tạm giữ 161 xe mô tô cùng nhiều dụng cụ đào bới đất tìm trầm, đồng thời trục xuất 213 đối tượng ra khỏi rừng. Ngoài ra để tránh cơ quan chức năng các đối tượng thường cất giấu xe mô tô trong rừng dưới vực sâu rồi tháo một bộ phận của xe mang theo với ý đồ khi lực lượng chức năng phát hiện thì không thể vận chuyển phương tiện ra khỏi rừng để xử lý hoặc nhờ người nhà đưa đến bìa rừng rồi đi bộ len lỏi vào trong đào bới đất tìm trầm mặc dù địa phương đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn truy quét quyết liệt nhưng đến nay thì vẫn diễn biến phức tạp